Rồi chúng ta tiếp tục nhá. Thì trong video trước của chúng ta là chúng ta đã uh, tìm hiểu tất cả những cái cách để chúng ta thể kết nối được với server rồi và những cái video trước đấy nữa thì chúng ta đã đầy đủ những cái uh, phần để mà chúng ta có thể kết nối được API rồi đúng không nhỉ? Thế là trong cái video này chúng ta chúng ta sẽ bắt đầu làm việc với bên backend nhá, là bên server ấy, nhá. Thế ở cái backend này thì uh, mình đã sử dụng cái thằng Firebase để làm backend Đấy cho nó sử dụng thằng backend trước đã Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái thằng backend với thằng Node.js sau Được nhỉ Rồi thì để mình sử dụng cái thằng uh, th 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 thằng Firebase ấy Thì công việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải tạo một cái database Ở trên cái Firebase trước đã Trước đó thì chúng ta mới làm công việc gì thì làm Thế thì trong video này của chúng ta chúng ta sẽ Làm cái công việc đấy được nhỉ Rồi video sau của chúng ta chúng ta sẽ tiếp tục Được đấy chưa đấy. Rồi Thế thì uh, để mà vào với Firebase thì chúng ta sẽ đi tới Firebase thôi. Có Firebase. 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 Mỗi tạo tài khoản thì để mà tạo cái tài khoản này ấy, thì theo như mình biết ấy, thì là những cái tài khoản Google cũ mà không có điện thoại xác minh thì sẽ không tạo đâu nên mọi người cố gắng là xác minh tài khoản Google trước khi sử dụng nhé. À, trang này được dịch à? Switch sang English đi. Ok, go to console. À, trước đấy mình có một số cái rồi à, ví dụ như web RP chứa cái hệ thống kiểm tra của mọi người này đó bây giờ thêm nhá đặt tên thôi oh my god à. À, đây nó yêu cầu cái tên thì mình sẽ nhập cái tên vào đây à, đặt tên nó là nấc đi nấc uh... 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 theo gọi là gọi đặt tên là gì cho nó ấy nhỉ? Nuck English. learning English. Uh, Đúng Learning English. Ok. Sau đó là continue. Anh ấy sẽ bảo là Google Analytics cho Firebase của bạn. Cho Google Analytics. Ờ uh, được. Uh, mọi người nên bật này nhé bật này thì mọi người sẽ thấy được các cái trên section tức nghĩa là những cái lượt mà request tới database rồi lượt đi lượt vào nào thì cái hệ thống google nó sẽ giúp mọi người uh, kiểm tra nhé uh, nhưng mà đồng nghĩa với việc là cái gì miễn phí và nó hoạt động giúp cho mình thì các dữ liệu trên cái database của mọi người đều được google đọc được và họ thì sử dụng nhé nên là đấy thì đấy là do quyết định mọi người thôi đấy nhờ đấy, comment cái quái gì <laughs> đấy là điều chắc chắn rồi continue nhỉ Uh, low, low case ở đâu thực ra thì cái low case uh, low case là việt nam đi sử dụng đi full setting đấy, chấp nhận này. thực ra thì mấy cái này đều phải tích mới tiếp tục được thì nó để cho mình tự tích làm gì ta rồi sau đấy chúng ta sẽ chờ để nó tạo cái project thôi khá là đơn giản đúng nhỉ? Đấy, trong lúc tạo thì đấy lại mọi người lại tiếp tục nhá <laughs> lại soi vào trong cái nhóm này cho mình Join nhiều vào soi nhiều hỏi nhiều vào nhá Đấy. thì uh, cũng cố gắng làm sao đấy để cho mọi người có cái nơi mọi người trao đổi học hỏi với nhau được nhờ nhá. Uh, nhiều người hỏi hết rồi đấy. Với uh, quan trọng nhất là mọi người uh, hỏi nhau với cái hình thức đó là thiện ý và trả lời nhau giúp đỡ được Đấy mới gọi là cái vui. Rồi quay trở lại Facebook cái nhà. À được rồi này, continue này. Ừ. Uh. Ok, sau khi vào trong cái phần continue xong rồi thì mọi người sẽ vào trong phần uh, database nhá nó có tên là real time database này right, real time database ok đây nó sẽ bảo là các bạn là tạo ấy thì mình create đến một cái database thôi thì đây là log mode right, test mode thì ở đây mọi người sẽ thấy là test mode này và log mode này thực ra mọi người chọn chế độ nào cũng được mình cứ chọn là enable đi chọn là cái chế độ bật đầu tiên nhá log mode nhá được chưa right. OK, thì nếu mà nó ra được cái giao diện như này thì coi như mọi người đã thành công một nửa được nha. Một nửa tiếp theo là mọi người vào trong phần rule thì bởi vì là chúng ta cần phải public cái cơ sở liệu này để chúng ta request giữa client và server mà. Thế là đây chúng ta sẽ cần phải đổi cái này là trở thành đang đọc và ghi đều không cho phép ấy. Nên mình sẽ cần để là read và write đều bằng true được nha. Khi khi mà sửa này nó sẽ chọn là public này. Đấy. OK thì khi mà xong nó sẽ báo mọi người là security cái định nghĩa là public ấy, thì mọi người đều có thể ăn trộm tùy chỉnh uh, delete cái data của bạn Datab database ấy, database ấy. nhưng mà mọi người yên tâm là nó có các cái key nên là phải có cái key đấy thì mới làm được công việc đấy nhưng mà nó lại còn thêm một cái một cái nữa đấy là do là client có thể trao đổi được trực tiếp với Firebase luôn nên là cái key đấy nó lại nằm ở client nên là chúng ta lại còn vướng một cái bước nữa Chúng ta cho giấu cái key đấy ở trên Client nào Để mà cái một cái người bình thường Người ta khó có thể tìm ra được Chứ còn không thể nào mà giấu được đâu nha Đã là Client thì chắc chắn là sẽ bị tìm ra Được nha chưa? Rồi thì sau khi xong rồi đấy thì chúng ta còn fix thêm đấy nữa thì chúng ta đã thành công được một nửa nữa nếu thì đấy coi như video này chúng ta sẽ lắp xong nếu ở trong video sau chúng ta chúng ta sẽ kết nối và chúng ta thực hiện nhá nếu nhỉ rồi video dừng ở đây thôi nhỉ đấy à quên Đấy, quay trở lại đây ngoài cái việc group thì mọi người có thêm cái pet thì cái group này thực chất chính là cái pet của cái à, là cộng đồng của cái pet này nên mọi người có thể like rồi vào đấy đọc các kiến thức nhá thì sắp tới thì mình sẽ có cái nhiều những cái uh, bài viết ở trên này đúng không? cũng như là uh, team sẽ chia sẻ một số những cái link hữu ích cho mọi người ở trên này được chưa đấy. rồi rất mong mọi người ủng hộ rồi bác mọi người hẹn mọi người trong video sau see you again